Bật loa cuồng nhiệt trước đại tiệc bóng vàng là sự kiện do Tiger Pier tổ chức diễn ra tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Tại Bình Dương, hoạt động này vừa được tổ chức tại trung tâm thương mại BKMX vào tối ngày 19 tháng 10. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn fan hâm mộ bóng đá, không chỉ bởi các hoạt động thú vị mà còn bởi tinh thần bản lĩnh bứt phá mà Tiger luôn hướng tới. Trong thời gian qua, Tiger Pier không ngừng mang đến những trải nghiệm độc đáo để tri ân khách hàng, những người đã luôn tin tưởng và ủng hộ nhãn hàng. Đặc biệt, sự hợp tác với Manchester United là một cột mốc lịch sử của Tiger Pier, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình không ngừng mang đến những trải nghiệm độc đáo thú vị cho người hâm mộ. Đây là cột mốc đáng tự hào, minh chứng cho những nỗ lực của Tiger Pier trong việc kết nối với cộng đồng bóng đá toàn cầu. Thật sự rất là tuyệt vời. Em thấy cảm giác bầu không khí ở đây rất là sôi động và náo nhiệt. Em có cơ hội được tham gia các sự kiện và trò chơi cùng các bạn bè và đặc biệt nhất là may mắn được giải thưởng hôm nay. Là một fan hâm mộ của Manchester United từ 18 năm nay, Tiger Beer cũng là cái thương hiệu mà em đã ủng hộ thường xuyên. Thì em rất là phấn khích khi thấy được cái sự hợp tác của hai thương hiệu lớn. Em mong muốn sẽ có cơ hội được tham gia tiếp theo nhiều sự kiện nữa của hai đối tác với nhau, để có được những trải nghiệm tuyệt vời như hôm nay. Với việc Tiger Pier trở thành đối tác chính thức của câu lạc bộ Manchester United, người hâm mộ bóng đá còn có cơ hội tham gia vào những sự kiện thể thao đẳng cấp trong thời gian tới. Những trải nghiệm độc đáo như chuỗi đại tiệc bóng đá, gặp gỡ trực tiếp các ngôi sao của đội bóng tại Manchester và các sự kiện bóng đá đường phố lần đầu tiên tại châu Á đang chờ đón.